Kênh ông Tiến Trần Vlog nha. Thì lời nói đầu tiên, ông Tiến Trần Vlog này xin chúc đại đình lúc nào cũng luôn bình an trong cuộc sống và tràn đầy hạnh phúc nhé. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một món, đó chính là tàu hũ kho với tương hộp đó cả nhà. Cái món này rất là đơn giản, thì mình nghĩ mọi người xem clip này chắc chắn là ai cũng sẽ biết làm món này nha cả nhà ha. Thì ngày hôm nay thì với những nguyên liệu gồm những nấu món này thì gồm có là hai miếng thủ nha cả nhà, hai miếng thủ này chính này đó. Tiếp theo nữa là một muỗng tương ớt cả nhà. Thì một muỗng tương ớt này lát nữa làm những cái vị thì mình sẽ chia sẻ sau cả nhà ha. Thì gồm có một muỗng tương ớt nè và hai củ tỏi chúng ta đã sắc nhuyễn da cả nhà. Còn tiếp theo nữa là hai muỗng tiêu đó, hai muỗng tiêu cả nhà. Và tiếp theo nữa là ba muỗng đường và một muỗng ngọt cả nhà. Đấy, thì thành phần tương hộp này á, thì rất nữa thì tùy theo loại tương hộp cả nhà. Tương hộp thì chúng ta sẽ nhiều khi nó mặn thì chúng ta niêm đường hơi bị nhiều, còn lạt quá thì chúng ta ít đường thôi cả nhà lưu ý nha. Đây là một hũ tương hộp đây đó, mình đã mua sẵn này cả nhà ha. Thì tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cắt hai miếng hũ này ra từ miếng nhỏ nha cả nhà. Thì mình sẽ cắt cho các bạn và cô chú chị xem nhé. Rồi, xin mời. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sắc tẩu ra cả nhà. Rồi mình sẽ để tẩu lên đây hai miếng đây. Rồi tiếp theo mình sẽ sắc tẩu cả nhà, mình sẽ sắc tẩu như thế này đây. Sắc hình vuông như thế này cả nhà. Chúng ta thắt như thế này rất là đẹp luôn. Chúng ta để ra dĩa nha cả nhà. Rồi, chúng ta xắt một miếng thứ hai cả nhà. Rồi, chúng ta xắt cũng giống như miếng thứ nhất nha cả nhà. Chúng ta cứ xắt như đơn giản thôi, cứ như vậy. Thế là xong hai miếng nha cả nhà. Thì chúng ta sẽ cho ra dĩa nha cả nhà. Rồi chúng ta cho
vui vẻ đây này. Rồi, lát nữa thì chúng ta sẽ coi cả nhà. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ khui cái hũ tương hồng ha cả nhà. Đó. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ khui cái hũ tương hồng ha nha. Chúng ta cho ra chén thì lát nữa chúng ta sẽ dễ làm hơn nha cả nhà. Đó, khui ra. Cái muỗng ha. Quá thơm luôn cả nhà ơi, nhìn thấy không? Đó. Rồi chúng ta cho ra cái chén nha cả nhà. Cái này tương hộp đen nha cả nhà. Đấy. Quá tuyệt vời luôn cả nhà. Đó. Thì chúng ta sẽ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ bắt đầu vào kho hàng cả nhà. Mời cả nhà cùng đón theo dõi nhé. Ta sẽ bật cái chảo lên ha cả nhà. Chúng ta bật cái bếp lên. Chúng ta bật cái bếp lên cho nó nóng nha cả nhà. Thì chúng ta sẽ cho một miếng lạnh vào ha cả nhà. Chúng ta làm cái này chúng ta phi tỏi trước cho nó vàng. Cho nó vàng và chúng ta sẽ cho tương vào ha cả nhà. Và chúng ta nếm gia vị sau cùng vì chúng ta sẽ cho dầu ăn cho đậu hũ vào cả nhà. Sau khi chảo chúng ta đã nóng thì chúng ta cho miếng dầu ăn vào cả nhà. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái vá cả nhà, chúng ta đè mấy cái hạt đậu cho nó hơi nát nha cả nhà. Quá thơm luôn nha, chúng ta đè ít thôi, không cần phải cho nát mấy cái đậu này đâu. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho một muỗng tương ớt nha cả nhà. Chọn đều như thế này. Tiếp theo thì chúng ta cho một chút xíu nước vào thế này. Chúng ta cho nước vào. Và chúng ta cho bếp lên cho nó nóng lên đây này. Cho nó sôi lên. Nó sôi lên chúng ta bỏ vào vị vào là ok thế này. Và chúng ta làm chín rồi. Cái món này rất là đơn giản, thì mình nghĩ thì ai cũng sẽ biết làm hết này cả nhà. Tiếp theo thì ta cho nguyên liệu vào cả nhà, thì chúng ta cho 3 muỗng đường và 1 muỗng ngọt, chúng ta cho vào luôn cả nhà. Thay đều lên cho nó vào cái bao vị. Thì mình nghĩ là cái món ăn này rất là dễ làm này cả nhà, rất là dễ làm luôn và thích hợp cho những người ăn chay trường và ăn mặn luôn các nhà. Cái món này rất là dễ làm, nghĩ là ai cũng biết hết trơn. Rồi mình sẽ thử coi cái vị giống như thế nào. Nếu như mặn quá thì chúng ta sẽ cho thêm một chút xíu đường nữa. Nếu như vừa thì chúng ta khỏi nha các nhà, có thành viên mới nha các nhà. Rồi mình sẽ thử đây. Ok các nhà ơi, thì mặn mặn ngọt ngọt thì chúng ta sẽ cho đậu hũ vào thì cái vị nó sẽ ngon hơn nha cả nhà.
Thì tiếp theo thì chúng ta cho đậu vào đây nè. Đây, mình sẽ cho đậu vào luôn. Quá là thơm luôn rồi. Để kho cái này thì chúng ta cho anh nhúc nhiều tí cũng sao đó nha. Nó bớt nặng hơn. Tại vì thường thường là cái tương hộp này á thì nó sẽ mặn lắm. Nó cũng không mặn như mấy đâu. Tùy loại á cái nè. Thì tương hộp này nó không mặn như mấy đâu cả nhà. Đơn giản chúng ta đặt bếp lên. Một trăm tí. Rồi luôn. Chúng ta kho cho nó hơi sắc vào này. Sắc ra, sắc cái bao bì á. Thì tính là cái này. Quá tuyệt vời luôn cái này. Wow, đây là cái nhà quá hấp dẫn luôn nha. Đó, mình sẽ quay gần lại cho cái nhà xem này. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời, quá hấp dẫn luôn cái nhà ơi. Đó. Quá thơm luôn. Thì cái món này trong vòng từ 15 phút nó lại thì nó chín rồi cả nhà. Quá hấp dẫn là mắt mắt luôn cả nhà. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ chở miếng đậu với cả nhà. Đó, chúng ta chở cho nó đều thấm vào cái vị nha cả nhà. Chúng ta đừng chở mặn quá, chở mặn quá thì nó đậu nó sẽ bể cả nhà, nó dễ bị bể cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Hai cái miếng này là đủ ăn rồi cả nhà. Thì khoảng chừng 1 đến 2 phút nữa thì đậu này sẽ chín rồi cả nhà. Thì mình cũng xin tạm dừng clip tại đây nha cả nhà. Đấy. Thì với cái món ăn này á thì thích hợp cho những người ăn chay nè cả nhà và người ăn mặn luôn. Đó. Thì ngày hôm nay thì muốn chia sẻ món này đến cho tất cả các cô chú anh chị một món đó chính là đậu hũ kho tương hột. Đó. Thì cái món này rất là tuyệt vời, rất là ngon luôn cả nhà. Thì cuối lại muốn nói thì mình xin kết thúc clip mình tại đây. Mong cả nhà xem và nhớ thấy hay thì ủng hộ kênh của ông Chủ Nhật Góc này bằng cách là đăng ký kênh và like, share, subscribe và để chia sẻ đến mọi người cũng biết nha cả nhà. Cuối lại muốn nói thì ông Chủ Nhật Góc này xin chúc đại gia đình lúc nào cũng luôn bình an trong cuộc sống và càng ngày càng tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi clip tiếp theo. Bye bye.